vừa là mình cũng không gặp cái người phù hợp, không may mắn lắm đâu. Chị chưa giờ được cầu hôn cả. Chưa giờ được kiểu có một cái người nào mà người ta có thể là đấy, nó là cái duyên mà chị không thể hiểu nổi là tại sao mà đến giờ phút này chị vẫn cứ một mình như thế. Không phải là mình không nghĩ đến chuyện lập gia đình, chị cũng không lựa chọn à tôi chỉ sống một mình thôi, tôi không phải như thế, tôi vẫn là một người phụ nữ bình thường, tôi vẫn có những cảm xúc, cái yêu thương, vẫn có những cái gọi là cung bậc khác nhau trong tình cảm, trong cái tâm tư của riêng mình. Thế nhưng mà đấy, nó là cái duyên, nó là cái sự may mắn có gặp được cái người đàn ông phù hợp với mình hay không. Rồi mình có đến bây giờ nó ở cái ngưỡng là thật sự là cũng không phải là còn trẻ để mà những cái bạn đồng trang lứa thì các bạn kết hôn hết rồi. Những cái người mà người ta giáo mình nhiều thì có khi có người là người ta đã ly dị này, có những người thì nếu người ta ở cái tuổi hơn mình chẳng hạn thế thì mà người ta chưa kết hôn thì người ta cũng có một cái vấn đề gì đấy trong cuộc sống, từ tâm tư tình cảm cho đến những cái rất là cá nhân mà mình cũng không thể hiểu hết nổi đấy. Thì thôi thà mình cứ như thế, còn biết đâu cái duyên nó đến thì không biết được lúc nào nó xảy ra cả đấy. Và thật ra chị thấy là chị cũng vui với cái cuộc sống hiện tại, chị cảm thấy là à nó cũng được, không đến nỗi. Mình cũng chủ động trong cuộc sống, chủ động trong công việc, chủ động trong các mối quan hệ, mặc dù là các mối quan hệ không nhiều, chị không phải là người quản gia. Chị rất là hạn chế bởi vì là khi mà mình bận rộn rồi thì mình về mình chỉ muốn có một góc bình yên đấy, một cái thứ sở thích, cái công việc mình được làm theo niềm vui đam mê đấy, đơn giản thế thôi. Nghĩa là mình cũng gặp nhiều là nhiều người bước vào cuộc đời mình mà mình chưa chọn đấy, là như kiểu mày chấm đấy à, không có nhiều người bước vào cuộc đời mình đâu. Rất là ít, bởi vì bản thân chị cũng luôn luôn giữ một cái khoảng cách nhất định nào đấy, chị cũng không đi tìm kiếm các mối quan hệ. Vì sao? Bởi vì là rõ ràng là chị không phải là người nổi tiếng, nhưng mà cũng nhiều người người ta biết mặt, biết tên, biết mặt đặt tên, hoặc là trong cả quá trình hoạt động nghệ thuật, lao động miệt mài của mình thì rõ ràng cũng được ghi nhận ở một cái góc độ nào đó. Thì khi đó thì mình phải giữ gìn hình ảnh, khi đó thì mình cũng phải nếu có bước chân ra khỏi cửa, có làm bất cứ một cái hành động gì, có chọn mối quan hệ với ai, có giao tiếp với ai, thì cái điều đấy mình cũng phải cân nhắc, mình có thể suy nghĩ. Thì chị không hẳn là chị quản giao đấy, chị vẫn nói luôn nói ở khía cạnh đấy, thì nó hạn chế lắm. Và khi nếu như em liên hệ với chị về công việc, em tìm hiểu chị cần phải phỏng vấn như này, và chị cảm thấy là cái cuộc phỏng vấn đấy nó cũng có ích cho khán giả, hay là ví dụ như cho những cái công việc nó thực sự ý nghĩa như cái show chị sắp làm sắp tới, thì một phần nào đấy chị hạnh phúc vì âm nhạc dân tộc được đưa vào cái show đấy, thì đấy là một cái niềm vui nhỏ, và nó cũng là một cái hạnh phúc mà chị sẽ vun đắp nó. Thì chị nhận lời trò chuyện với em vì là âm nhạc dân tộc của chị, cây đàn tì bà của chị, và em cũng là một cái cô gái rất là nhiệt thành ấy đó. Kiểu chị thấy nó rất là ấm áp, thì lúc đấy hai chị em gặp nhau trao đổi thì chị nghĩ là ok đấy, thì cái chúng ta là những người có duyên gặp mặt đúng không đấy, thì với chị nó đơn giản thế thôi, và không phải là mình quản giao đấy. Thế chị có đặt ra tiêu chuẩn cho không? Chưa bao giờ. Bởi vì là tiêu chuẩn thì nó vô cùng, bản thân mình còn chẳng đạt được một tiêu chuẩn nào thì lấy đâu ra tiêu chuẩn cho người khác. Và với chị không có ai hoàn hảo cả, cũng không có ai trọn vẹn cả đấy. Chị sống với những cái gì thuộc về hiện tại, quá khứ thì là để tạo nên cái hiện tại và tương lai đúng không nào. Thế nhưng mà rõ ràng là không có một cái tiêu chuẩn nào cho tất cả đấy, đàn ông đàn bà, thậm chí là về giới tính, người ta có quyền sống với những cái gì mà người ta lựa chọn, giống như chị đang sống với những gì chị lựa chọn. Thì không có một cái tiêu chuẩn nào, mà chỉ là có những tiêu chí, hoặc là có những cái thứ người ta gọi là như thế nào, gọi là nguyên tắc sống. Thì ví dụ như là mình gặp một cái người lương thiện, mình gặp một cái người mà người ta có chí hướng, người ta thực sự là nó ấm áp, sẻ chia,
Rồi là trong cuộc đời này thì người ta có những cái lòng yêu thương. Nếu mà Phật thì nói là từ bi hỷ xả thì đấy thì rõ ràng là cái một người có tính thiện đấy, một người có đạo đức. Thì chị nghĩ là vô cùng những nhiều những cái điều mà khi mà người ta va chạm, người ta gặp gỡ nhau thì nó mới nảy sinh ra và nó mới để cho người ta đánh giá về một con người. Giống như em mới gặp chị thì em cũng thể hiểu chị như thế nào, em phải có quá trình để tiếp xúc với chị, đúng không? Đấy. Thì chị cũng không bao giờ đặt ra một tiêu chí nào, mà chỉ là khi chị gặp em, chị sẽ thấy em là người như thế nào, có phù hợp để mình tiếp tục trò chuyện hay không, có phù hợp để mình sẽ sẻ chia với cô ấy nhiều hay không, và cô ấy sẽ đối thoại với mình ra sao để mình có thể bộc lộ được những gì. Đấy thì đấy là cả một con người, và chẳng ai hiểu hết một con người cả, nên là không có một tiêu chí nào cho bất cứ ai cả. Là công việc của chị thì chị sẽ không bao giờ giàu có. Mà công việc cũng như cách xây của chị nó đủ để cho chị có một cuộc sống nó đủ đầy bằng cái trí tuệ cũng như là bằng sự cố gắng của mình, đấy, nỗ lực ra sao. Chứ còn làm nghề của chị là nghề nghệ thuật truyền thống, rồi cô giáo dạy đàn tì bà, dạy nghệ thuật truyền thống, thì thử hỏi em là chúng ta sẽ giàu có như thế nào. Và có một cái câu là phi thương bất phú, mà chị thì lại không có cái năng khiếu hay không giỏi kinh doanh buôn bán. Đấy, chị chỉ lựa chọn cho mình là một cô giáo. Thì với cái điều kiện kinh tế thì mình phải cố gắng rất là nhiều, phải làm rất là nhiều thứ để có được một cái kinh tế vững vàng để nuôi lại cái đam mê của mình, đó chính là cái nghề giáo, rồi là dạy trẻ nhỏ. Bởi vì chị rất là yêu trẻ. Từ ngày xưa, cái lúc mà mình đang đi học rồi cho đến cái lúc mình tốt nghiệp ra trường, mình chọn nghề cô giáo bởi vì mình yêu trẻ nhỏ, yêu nghệ thuật truyền thống, yêu nghề đấy. Có hai thứ đấy, yêu nghề, yêu người, thì nó dẫn đến cái lựa chọn công việc của mình. Và mình biết rằng là mình sẽ không bao giờ giàu được, nhưng mà mình sẽ sống với niềm vui và hạnh phúc, cũng như là mình phải luôn luôn nỗ lực bằng gọi là bằng khả năng của mình để có được cái đấy. Ví dụ như là làm chuyên môn chẳng hạn, mình sẽ phải là học thật giỏi, mình sẽ phải tốt nghiệp với một cái trình độ như thế nào để ra trường mình có khả năng được làm nghề. Bởi vì cái chuyên môn của chị thì nó cũng khá là đặc thù, và chị là đào tạo đỉnh cao, đào tạo nghệ thuật ấy, thì rõ ràng là nó sẽ phải có những cái tiêu chí nhất định về mặt năng khiếu, về mặt gọi là đấy, khả năng, rồi là quá trình. Bọn chị mất nhiều thời gian để đào tạo ra được một cái bạn học sinh, sinh viên để tốt nghiệp ra trường mười mấy năm. Nó rất là mất nhiều thời gian rồi. Và ngoài cái năng khiếu ra thì bạn đấy phải đủ cái đam mê, đủ cái sự cố gắng. Và chính mình cũng đã từng là một học sinh, sinh viên của cái Học viện Âm nhạc Quốc gia rồi, đúng không? Đấy thì nói chung là chị phải làm từ phóng viên. Đấy gọi là phải làm ấy, bởi vì thực ra khi mà chị lúc đầu thì chị chưa biết một tí nào về nghề truyền hình cả. Khi chị về đài VTC thì lúc đó là Trần Huyên giáo thì lại còn dẫn chương trình trước ở VTV điện ảnh chiếu thứ 7, rồi Văn nghệ Chủ nhật, rồi Góc nhìn điện ảnh, đại loại là cũng nhiều thứ liên quan đến phim ảnh lắm. Đấy, rõ ràng là nó là một cái duyên, đúng không? Thì cũng không thể nào với một cái cô bé mà vẫn còn đang học, đang ngồi ghế nhà trường tự dưng lại đi làm cái công việc mà cũng có sự cạnh tranh rất là lớn đấy. Mà em cũng như chị nói từ đầu rồi, chị là cái người cũng không chủ động để đến với đám đông, không chủ động để đi tìm một cái nghề. Rõ ràng mọi thứ nó đến với chị khá là cái duyên và tự nhiên. Và đấy, cái duyên đấy nó kéo dài, gọi là duyên lành đi, cứ cho là như thế, thì nó kéo dài đến tận bây giờ. Vẫn làm nghề, vẫn say mê với cây đàn tì bà, và cũng vẫn theo đuổi cái nghề giáo. Loanh quanh nó cũng vẫn chỉ là những cái gì đấy rất là bình yên, nhẹ nhàng thôi, và được làm chuyên môn. Kiểu là được làm những ngày mình yêu thích luôn. Mặc dù là yêu thích nhưng mà rõ ràng nó có khó khăn lắm. Nó nhiều sự khó khăn, vì nghệ thuật truyền thống thì nếu như là chúng ta nhìn ở cái khía cạnh nó khá sâu một chút thì nó khá kén khán giả. Nó kén khán giả lắm, và nhiều bạn còn không biết là cây đàn của chị nó tên là gì. Hoặc là cái cây đàn này thì cái âm thanh nó vang lên như thế nào. Đấy. Thì cái bằng cái cách là chị cứ lựa chọn tiếp cận với cả các bạn nhỏ,
khi mà các bạn ý cũng có gọi là hứng thú với cái việc học nhạc chẳng hạn, thế xong rồi giải thích là cây đàn như thế này như kia, để nó hay nó đẹp ra sao, rồi mình lại phải rất là gọi là mất công dày công vào cái việc đào tạo các bạn bé xíu xíu này này. Có những bạn gắn bó với chị mười mấy năm, từ lúc mà chị ra trường cho đến cái lúc mà chị trưởng thành rồi chị thành cô giáo nhiều năm đấy. Ôi, nói chung là loanh quanh cái và nghề chọn người, mặc dù là chị đã từng chọn cái nghề đấy, nhưng mà đôi lúc và với những cái khó khăn của nó thì quay lại rõ ràng là nghề chọn người, để đến giờ phút này chị vẫn được gắn bó với cây đàn của mình, vẫn gắn bó bằng gọi là bằng tất cả những cái sự nỗ lực của mình trong một cái quá trình dài như thế. Và chị làm không bao giờ chị toan tính điều gì, chị cứ thế chị làm, vì chị biết là thôi thì mình vẫn phải luôn luôn nỗ lực, mình vẫn phải cố gắng. Đối với cái nghệ thuật truyền thống thì rõ ràng mình biết nó khó rồi đấy, mình rõ ràng là nó không phải là một cái lựa chọn dễ dàng với tất cả mọi người, và cái duyên mình đã đến rồi đúng không? Thì xong rồi chị nghĩ rằng là từng đấy năm thì thôi mọi người không thuộc hết được là Diệu Thảo đánh tỳ bà, thì ví dụ đôi khi có đôi khi là người ta nhớ đến có cô này, cô trong phim Phía Trước Là Bầu Trời thì bảo cô đánh tỳ bà đấy, hoặc là đôi khi là cô này cô đánh tỳ bà nhưng mà cô là diễn viên Phía Trước Là Bầu Trời, thì rõ ràng cái sự đan xen giữa điện ảnh truyền hình rồi là đôi khi là MC nữa, có người thì nhớ đến chị với vai trò là MC, thì tất cả những hoạt động của chị nó tương hỗ lẫn nhau. Đấy, chị cũng có một phần nào đấy chị nghĩ khi là chị lập nghiệp ấy, là thôi mình làm nghề này thì mọi người biết đến thì mọi người sẽ lại biết đến cây đàn của mình đấy, chị cứ cố gắng ở trong tất cả những khả năng có thể để mà quảng bá cho cái hình ảnh của cây đàn, chứ còn nổi tiếng thì không, như em vừa nói là mọi người vẫn biết đến thì không, chị bình thường lắm, chị chỉ là người gọi là một cô giáo chơi đàn tỳ bà, và đến giờ phút này chị vẫn khẳng định mình với vai trò đấy. Nghĩa là chị vẫn muốn mọi người gọi mình là một giảng viên đàn tỳ bà và người chơi đàn tỳ bà. Gọi là như thế nào, vẫn là nghệ sĩ đàn tỳ bà hoặc cô giáo dạy đàn tỳ bà đấy, thì nói chung là chị vẫn cứ hoạt động một cách yên bình nhẹ nhàng như thế, và mình nỗ lực đến đâu thì mình sẽ cố gắng đến đấy.